Cả nhà Marian Rivera mắc Covid-19, tình hình hiện tại ra sao? Vừa qua, tài tử Dingdong Dantes đăng tải một video chia sẻ thông tin anh và gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ông xã của Marian Rivera tiết lộ một tuần trước họ đột nhiên sốt và có dấu hiệu của việc nhiễm bệnh. Cũng vì thế mà họ quyết định tự xét nghiệm. Dingdong nhấn mạnh anh không biết gia đình mình nhiễm virus ở đâu và như thế nào, nhưng họ cảm thấy biết ơn vì chỉ bị những triệu chứng nhẹ. Sau khi phát hiện ra bệnh, cả nhà Marian đã tiến hành tự cách ly ngay lập tức. Họ uống thuốc, vitamin và sử dụng thức ăn đã được mẹ Dingdong chuẩn bị sẵn. Ông xã mỹ nhân đẹp nhất Philippines cảm ơn tất cả gia đình và bạn bè đã giúp đỡ họ, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn cơ quan chức năng đã cung cấp cho họ gói chăm sóc dành cho bệnh nhân Covid-19. Dingdong cho biết các thành viên trong nhà đang phục hồi sau quá trình cách ly và điều trị. Anh nói, chúng tôi cảm ơn. Gia đình tôi hy vọng và cầu nguyện cho sự an toàn, bình phục của mọi người. Marian Rivera là con lai mang hai dòng máu Tây Ban Nha, Philippines. Cha mẹ Marian chia tay từ khá sớm. Sau khi ly dị, mẹ Marian đưa con gái về Philippines sống ở nhà ông bà ngoại. Mặc dù không có cha bên cạnh, nhưng may mắn Marian nhận được sự bao bọc và yêu thương của nhà ngoại cùng người mẹ hết lòng vì con cái. Marian Rivera sở hữu nhan sắc lai giữa Âu và Á, vừa sắc sảo vừa nữ tính. Cô có đôi mắt to và sâu thăm thẳm, sống mũi cao vút cùng nụ cười tỏa nắng. Chẳng vậy mà công chúng và truyền thông vẫn ưu ái dành cho Marian danh xưng mỹ nhân đẹp nhất Philippines. Xinh đẹp nổi tiếng từ bé nhưng Marian không vội vã dấn thân vào showbiz quá sớm. Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, Marian mới gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu quảng cáo. Năm 2005, người ta bất ngờ khi liên tục nhìn thấy nữ người mẫu Marian Rivera xuất hiện với vai trò diễn viên trong các dự án truyền hình kinh phí thấp. Từ sau dự án hợp tác cùng nam diễn viên Dingdong Dantes trong Vũ điệu hoang dã, Marian Rivera nổi lên như viên ngọc thô của làng giải trí Philippines. Đến tháng 10 năm 2016, một sự cố tai vạ sẽ đến với Marian, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cô. Trong một lần trình diễn cho một sự kiện dành cho thiếu nhi, nữ minh tinh vô tình bị tuột váy dẫn đến lộ hoàn toàn vòng một trước con mắt của hàng trăm khán giả và ống kính máy quay. Dù đây chỉ là sự cố không ai mong muốn, nhưng những tin đồn tai bay vạ gió vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ nhân này. Sau sự cố đáng tiếc ấy, người đẹp sinh năm 1984 công khai lên tiếng xin lỗi, khẳng định sẽ không bao giờ phạm sai lầm như vậy thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên, việc này chưa qua, việc khác lại tới. Marian vấp phải làn sóng tranh cãi lớn khi đóng phim dành cho thiếu nhi, mà lại mặc trang phục quá phản cảm. Bên cạnh đó, danh tiếng Marian từng tụt dốc không phanh khi video chat nhạy cảm lộ ra. Chỉ đến khi có bằng chứng, đó chỉ là ảnh ghép thì vụ việc mới dịu xuống. Vậy là Marian phải chịu tiếng oan suốt một thời gian dài. Bản thân nữ diễn viên chưa từng trải lòng về chuyện này, thậm chí khi bị bôi nhọ chỉ trích, người đẹp vẫn chọn việc im lặng, không cố gắng thanh minh về những tin đồn tiêu cực, mà chỉ luôn tập trung nỗ lực dùng hành động để chứng minh bản thân mình trong sạch. Marian là một người đẹp sống vô cùng kín tiếng. Ngoài chồng Dingdong Dantes, nữ minh tinh chưa từng tiết lộ về bất kỳ một người bạn trai nào khác. Tình yêu của Dingdong và Marian có lẽ đã nảy nở từ lần đầu tiên họ hợp tác trên phim trường Vũ điệu hoang dã. Nhưng phải đến 2 năm sau, hai người mới chính thức yêu nhau. Sau 4 năm hẹn hò, người hâm mộ Philippines chứng kiến màn cầu hôn ấn tượng nhất lịch sử showbiz trong nước ngay trên sóng truyền hình trực tiếp của nam diễn viên Dingdong. Đám cưới của tài tử minh tinh hàng đầu Đông Nam Á được tổ chức long trọng, không kém gì đám cưới hoàng gia. Đặc biệt, sự góp mặt của Tổng thống đương nhiệm cho thấy tầm ảnh hưởng không hề nhỏ của cặp đôi vàng tại đất nước hơn 100 triệu dân này. Cuộc sống của Marian càng thêm viên mãn khi chào đón hai thành viên mới. Cô con gái nhỏ Zia nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng vì sở hữu ngoại hình xinh đẹp với sống mũi thẳng tắp, đôi mắt to đang láy và nụ cười rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Ngay từ lúc mới sinh, Zia đã là tâm điểm truyền thông tại Philippines. Càng lớn, cô bé lại càng xinh xắn lanh lợi, có tố chất ngôi sao nổi bật. Hiện tại, cô cả nhà Dantes là ngôi sao quảng cáo đắt giá nhất nhì Philippines, tiền cách xe thậm chí còn cao hơn cả mẹ. Quý tử nhà Marian cũng được nhận xét là xinh xắn, thừa hưởng được nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ. Nhiều người nhận định Zaynki lớn lên chắc chắn sẽ trở thành sao nhí nổi tiếng, nối tiếp truyền thống gia đình.